Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Võ Chí Công, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, là tấm gương người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, mùng 7 tháng 8 năm 1912, mùng 7 tháng 8 năm 2022, chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí với nhiều công lao đóng góp cho phong trào cách mạng khu Nam, Nam Trung Bộ và là người có vai trò quan trọng trong bước đột phá khoán sản phẩm trong nông nghiệp cũng như xây dựng Hiến pháp sửa đổi năm 1992. Đồng chí Võ Chí Công, tên khai sinh là Võ Toàn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1912 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Sớm giác ngộ cách mạng và tích cực hoạt động phong trào thanh niên. Năm 23 tuổi, đồng chí được kết nạp vào Đảng. Năm 1943, đồng chí bị địch bắt, kết án tù chung thân, sau giảm xuống 25 năm tù và đẩy đi nhà tù Buôn Ma Thuột. Tháng 3 năm 1945, sau khi ra tù, đồng chí trở về chỉ huy cướp chính quyền ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công với cương vị Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Khu ủy kiêm Chính ủy Quân khu 5, đồng chí có gần 30 năm lãnh đạo quân dân Quảng Nam, Đà Nẵng và khu 5 chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần làm nên trang sử kháng chiến oai hùng của quân và dân Nam Trung Bộ. Sau ngày thống nhất đất nước, đồng chí được điều ra Trung ương và được giao trọng trách, phụ trách ngành nông nghiệp. Chính đồng chí Võ Chí Công đề xuất với Trung ương và nhận trách nhiệm chỉ đạo dự thảo chỉ thị 10 của Ban Bí thư về khoán sản phẩm trong hợp tác xã nông nghiệp. Chỉ thị có tính đột phá và là cơ sở của Nghị quyết số 10 năm 1988 về đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp hay thường gọi là khoán 10. Năm 1987, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí có những đóng góp quan trọng vào đổi mới hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là công tác lập hiến và lập pháp. Hiến pháp sửa đổi năm 1992 đánh dấu mốc lịch sử về công cuộc đổi mới toàn diện đất nước có sự đóng góp rất quan trọng của đồng chí. Từ năm 1991, đồng chí làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 7 và khóa 8. Đồng chí Võ Chí Công, người con ưu tú của dân tộc, của quê hương Quảng Nam, là một người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta, suốt đời trung thành với Đảng, tận tụy với nước, với dân. Đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, giản dị, khiêm tốn, hết lòng yêu thương đồng chí, đồng bào, đóng góp nhiều công sức vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước. Đồng chí Võ Chí Công từ trần ngày 8 tháng 9 năm 2011, hưởng thọ 100 tuổi. Với những công lao đóng góp to lớn trong gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Tên của đồng chí được đặt cho những con đường đẹp nhất ở thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Trên quê hương Quảng Nam, đặt tên đồng chí cho con đường dài gần 26,5 km trên tuyến đường huyết mạch ven biển nối Hội An đến sân bay Chu Lai.